Kính chào quý vị trở lại với chương trình phỏng vấn thương mại hôm nay với chương trình Địa ốc và công ty First Texas Realty với chị Tammy Thủy Hình. Trở lại làn sóng mời chị có lời chào quý vị khán thính giả. Dạ, trước tiên Tammy Thủy Hình thuộc công ty First Texas Realty cùng Quốc Bình xin thân ái kính chào quý khán giả của đài BYN. Chào Quốc Bình khỏe không? Vâng, rất là khỏe và cũng rất là mệt trong thời gian vừa đây. Quả thật là cái thời điểm này thời điểm rất là nhiều quý vị bắt đầu vào cái thị trường mua hoặc bán nhà, cho nên là công việc của chúng tôi thì cũng khá là bận. Mà không biết là bên chị thì cái mật độ nó với mùa hè thì cái mật độ nó giống nhau chưa, hay là nó cái mùa này chưa đủ bận bằng mùa hè? Dạ thưa, cũng bắt đầu bận rồi đó Quốc Bình, đặc biệt là trong những cái tuần vừa qua thì mình có một số đồng hương từ những cái thành phố khác có liên lạc với công ty của tụi mình đó, thì hỏi thăm là vấn đề dọn chỗ ở đến Houston thì nên bắt đầu từ đâu và Houston mình có những cái gì. Thì nhân tiện đây thì chắc Quốc Bình và Thủy cũng xin liệt kê qua vài điểm nổi bật của thành phố Houston mình. Tại sao mà mình thấy thống kê hiện nay đó thì Houston mình dĩ nhiên là thành phố lớn thứ tư trên nước Mỹ. Và với dân số là trên 2 triệu dân, mà trong đó cái gốc Á Châu của mình là khoảng 6%. Thì như vậy những đồng hương của người Việt của mình từ khắp nơi rất cũng có mong muốn có cơ hội về Houston để sinh sống. Vâng, quý vị Thì đang nhìn thấy một số hình ảnh lược về giới thiệu một chút những cái điểm đến của Houston. Quý vị thấy như NASA, rồi thành phố Houston của chúng ta, đây một cái cảnh tổng quát với một cái landscape cũng đẹp, không boring như mà chúng ta tưởng, phải không? dạ. Holman Park là một địa điểm với lại nổi tiếng Texas chúng ta là kinh tế về dầu, Dạ. dầu khí. Đây là những khu downtown mà quý vị cũng có thể là, có nhiều quý vị là quen thuộc, có nhiều quý vị chưa hề đến những cái khu này. Với ở đây là downtown chỗ mà Discovery Green, Dạ đúng. nơi mà có nhiều museum, nó có một cả một museum district luôn nữa. Dạ. Và quý vị có thể là giới thiệu khách hoặc là bạn bè đến đây đó thì có thể là nhiều điểm để mà đến. Bên cạnh đó chẳng hạn như là gần Houston thì mình còn có, bên cạnh museum district thì mình còn có medical center. Dạ. Rồi Galveston thì có nhiều điểm để đến nữa đúng không chị? Dạ thưa đúng. Nói về vấn đề mà sinh hoạt của Houston mình thì rất là đa dạng. Có những điều mình rất là làm được trong cái thời gian mà mình sinh sống ở đây để mà mình enjoy outdoor hoặc là indoor. Nó có nhiều, rất là nhiều cái activity mà nhân cơ hội này Quốc Bình và Thủy cũng xin gửi đến quý vị, là tại vì mùa hè cũng sắp tới thì nếu mà mình có con nhỏ thì mình cũng ghi lại cái vài nơi thắng cảnh như vậy để mà đưa con em đến tham quan hoặc đến Cái này chơi. gọi là Reflection Lake, giống như là ở DC cũng có một cái hồ hồ Reflection đó, cũng có cái cột giống giống vậy. Cái tàu này đó thì nhiều quý vị có thể là ít biết, Việt Nam mình ít khi đến museum hơn Mỹ, nhưng mà đây là những cái khu trục hạm hoặc những cái tàu mà để lại giống như là một cái bảo tàng, giống như từ cái đời mà đệ nhị thế chiến đó, Mà cái này ở hình dưới như ở dưới Galveston. Galveston hay là Baytown thì Cái này hình là trong chương trình Góc Tím của đài, trong một thời như gian thì có mấy cô cũng xuống đây làm chương trình một lần ở dưới Galveston. Thì điểm qua những cái điểm này thì nhưng mà đối với người Việt của mình quan tâm nhất là vấn đề mà thức ăn sinh hoạt về tôn giáo, giống như là về vấn đề chùa hay nhà thờ. Thì nói về Việt Nam của mình á, thì ngoài những cái chợ lớn mình có như là chợ Hồng Kông, chợ Việt Hoa, phải không Quốc Đúng Bình? rồi, nếu mà nói đến chợ thì phải nói là Houston là một trong những cái tụ điểm mà rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta chọn Houston thành trở lại một cái điểm đến, so với lại hơn những cái thành phố khác. Phía của đây là chúng ta nói là Việt Hoa, Hồng Kông, chợ Mama là khu Southwest của chúng ta. Rồi khu mà quý vị vừa mới nhìn thấy chợ Thắng Hưng đi là khu Northwest, rồi cũng có một cái Hồng Kông 2 hay 3 trên Hồng Kông đó. 3, Rồi ở dưới Southeast vùng 45 là coi như là ở Houston mình không phải là chỉ là một khu Việt Nam mà là ba khu lận. Ba, dạ đúng Đó, rồi. Northwest rồi Southwest rồi Southeast là khu South 45 á, thì cũng có nhiều chợ, chợ Đông Mai rồi chỉ mấy chợ nhỏ nhưng rất là quen thuộc với người Việt Nam mình á. Rồi chợ Hồng Kông, Hồng Kông 5, Hồng Kông 2 dưới đó. Còn chợ nào nữa không ha? Có một cái chợ nữa mà mình quên mất tên, là dưới Chợ đó có Tân Bình ngay hai. đây, chợ Tân Bình ngay trên đường BOE Ở của đây thì bao mình. lây này còn chợ Tân Bình, chợ Thanh Bình. Dạ. Đó. Tại đối đối với người Việt của mình á thì
cái sự mà đồ ăn Việt Nam nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì bởi vì mà nói riêng đến Houston, mình nói về thực phẩm á, Bình nghe nói là Houston mình không á, có trên dưới 8.000 nhà hàng. Wow. Thì đủ các thức ăn quý vị, nào là những nhà hàng về Việt Nam, những tiệm phở rất là ngon với mức bình, cơm tấm, bún bò Huế, ôi kể ra Đó rất là là nhiều. 8.000 Việt thì Việt Nam hay 8.000 Không, chung hết có luôn chung tất đồ cả. ăn như của người Mỹ, đồ ăn của người Mexico, của Thái Lan, của Nhật. Nói chung là Houston mình nó rất là đa dạng về vấn đề mà thức ăn và cách sinh hoạt. Thì nhân đây đó mà nói về thêm nữa, mà nếu mà quý vị có con em đang đến tuổi vào đại học thì Houston mình được nổi danh qua những cái trường đại học rất là nổi tiếng với mức bình. Đúng rồi, ở đây thì phải nói là có Rice, người ta gọi là đó là Harvard của miền Nam đó. Dạ. Rồi những cái trường University of Houston, một trong những trường mà chúng tôi đi học ngày xưa đó, mà mình luôn tự hào là có hồi đó mình đi học, mình nói là cái trường gì mà nó lớn đó, nó có tám mươi mấy cái building lận, chứ không phải là một building nha. Đó, cũng rất là nhiều ngành nghề. Phải nói đó là ở tại đây thì nổi tiếng với lại cái trường Pharmacy Dạ. School, với lại engineer của trường UVS ra cũng là một trong những gọi là cừ khôi của thị trường á. Dạ. Mà khi ra trường, quý vị có nhiều cơ hội để mà làm việc với nhiều công ty ở đây, những công ty lớn đó, có mặt ở công ty Dạ. như là Exxon, Chevron, Philip, mấy công ty liên hệ đến dầu đó, Dạ đúng. ConocoPhillips, rồi những cái công ty như Halliburton nè, Dạ. rồi Thử. Toyota, Dạ, Shell, hãng Shell Shell, nữa. Exxon, rồi Dạ. công ty điện Dạ đúng. Center Point, Dạ đúng. rất là nhiều công ty lớn đã ở đây bao nhiêu năm và có những cái plan mới mà của những cái hãng dầu đó cũng đang mới mua cả hàng mấy chục acre đó đó Dạ đúng. để đang xây cái gọi là cái school của họ, cái campus của họ. Dạ đúng. À, nói sơ lược về vấn đề học vấn là mình đã có những cái trường học rất là danh tiếng. À, về những cái cơ sở thương mại thì công ty lớn thì cũng có rất là nhiều, giống như Quốc Bình vừa liệt kê, tức là ít nhất cũng khoảng hơn 10 cái công ty lớn có trụ sở tại Houston. Và nói vấn đề về thể thao, sinh hoạt thể thao Quốc Bình, thì người Việt của mình khi mà có con nhỏ trong cái tuổi đi học thì các em thường thường tham gia vào những cái môn thể thao. Thì Houston mình là có được ba đội rất là nổi tiếng, là nói về bóng rổ thì có Rockets với Quốc Rocket Bình. nè, Dạ. rồi bóng bầu dục thì Có Astro. có không, bóng bầu dục là Bóng bầu dục. Texan, xong rồi Football. Astro nè, Dạ. mình có Đội đá banh đội đá banh của Dynamo. Dynamo nè. Dạ. Dạ. Rồi đối với lại ở đây thì phải nói là Houston cũng khá là đất rộng á, cho nên rất Dạ. là nhiều sân golf. Dạ đúng, dạ đúng. Mà theo mình biết là mỗi năm hãng Shell họ có Open, một cái giải gọi là Shell Houston Open, thì tụ tập lại rất là nhiều nhân tài về golf trên thế giới về đây để thi đấu. Thì mỗi năm họ đều tổ chức cái giải đó. Nghe nói là bé con của anh chị là cũng có tham gia một cuộc thi golf nào đó, rồi kết quả là sao rồi? Dạ, thì bé nó cũng chơi từ lúc nó 5-6 tuổi, thì bé nó thích về cái môn đó. Thì cứ mỗi một tháng như vậy thì ở mình thấy cái đất nước Hoa Kỳ này họ tạo rất là nhiều cơ hội cho trẻ con về vấn đề thể thao Quốc Bình. Thì họ có những cái cuộc thi rất là dễ thương dành cho lứa tuổi từ 6 tuổi đến 10 tuổi, rồi 10 tuổi đến 18 tuổi. Thì bé nó cũng được thi mấy lần thì cũng cũng đeo Có vui huy không thì cái đó chương thì người Việt Nam mình chúng ta gần đây đã cũng bắt đầu chơi golf nhiều, chẳng hạn như là bên công ty của Johnny Đặng nó cũng hay tháng năm tới đây là thường hay có một cái golf tournament gây quỹ cho những cái chương trình từ thiện đó. rộ. Dạ. Rồi người Việt Nam chúng ta thì ngày xưa thì ít chơi, nhưng mà bây giờ là người Việt Nam chúng ta nhiều người bắt đầu cũng khá giả, mà người ta thích chơi golf là trò chơi của người nhà giàu đó. Giống như cái thể loại trò chơi nhiều người giàu chơi, chứ không nhất thiết là cứ phải nhà giàu mới chơi Dạ. được cái, thưa quý vị. Nhưng mà nó nói lên cái gu của chúng ta cũng có nhiều điều mới lạ hơn. Dạ. Và nếu nói đến đây đó thì là phải nói là một thành phố Houston là một thành phố rất là phát triển, Dạ. phát triển từ những cái vấn đề kinh tế cho đến nhà cửa. Dạ. Mà chính vì vậy đó là phải nói là trong 2-3 năm vừa qua là Houston của chúng ta, cho dù là kinh tế lên xuống, nhưng mà thật sự ra là vẫn tiếp tục xây dựng và vẫn tiếp tục có những luồng người mới vô thành phố Houston, Dạ. và builder vẫn tiếp tục xây nhà mới. Dạ thưa đúng. À, nói về vấn đề địa ốc chút xíu theo Quốc Bình, thì trong những cái thời gian gần đây cái lượng xây nhà của những cái hãng xây nó vẫn phát triển đều đặn. À, tức là trên thị trường những cái nhà mà đang bán dưới 3 tháng là cũng có thể bán rất là nhờ. Tức là nếu mà mình trong vòng bán 3 tháng trở lại thì cái thị trường nó vẫn thuộc về seller markets. Thì giống như Quốc Bình và Thủy thấy đây, thì thường thường mình làm việc với lại khách hàng đa dạng.
có những gia đình tìm nhà dưới 150 ngàn thì mình cũng có những cái khu, có những cái nhà thích hợp như vậy. Và trên 150 ngàn thì mình cũng có nhiều cái địa điểm khác nhau. Thì trong Houston mình đặc điểm với Quốc Bình, giống như Quốc Bình vừa nêu ra, vì đất rộng nên mình có cơ hội mình xây được những cái khu phố, nó gọi là master plan community. Có những khu phố nó có cả trường học trong đó, có sân, có hồ bơi, có sân tennis court, tức là họ chú trọng về cái cuộc sống gia đình, cái quality of life. Thì có thể giới thiệu cho quý đồng hương vài cái khu community mà mình hay làm việc. Vâng, thì cái khu mà có lẽ chúng ta cũng có giới thiệu quý vị trong một chương trình trước đó là khu Riverstone ở đi về hướng Highway 6 South. Cũng xét ra thì gọi là một thành phố khác, nhưng mà nó cũng ngay bên cạnh Houston thôi, đi khoảng chừng 15-20 phút mà. Đó là một trong khu mà nếu quý vị chủ nhà mà trẻ tuổi hoặc mới thì họ nhà 10 tuổi cũng có, mà nhà đang xây cũng có. Mà đó là một trong những khu mà đang rộng lớn cũng đang xây. Hoặc là cái khu Sienna Plantation, chỉ có một số người khách dẫn đến khu này đúng không? Dạ thưa đúng, Sienna Plantation thì họ đã phát triển hơn 10 năm nay rồi, nhưng mà họ vẫn còn đất để tiếp tục xây ở bên trong. Và cái khu này nó rất là thơ mộng, cây xanh tươi rất là nhiều. Thì cái giá đây cũng tượng trưng từ hình như 200 ngàn trở lên. Và có vài khu nó có cổng riêng thì giá từ 500 ngàn cho đến 1-2 triệu cũng có. Đó. Nó gọi là luxury home. Có nhiều cái khu mà chúng tôi nhớ là hồi xưa cách đây 10 năm về trước á, mình cái khu Champion New Territory mà về hướng Sugarland further down ở đường 90 với lại Highway 6 đó. Thì khu đó hồi đó mình nói trời sao mà ở đâu mà xa xôi thế đó. Nhưng mà giờ thấy mà gần giờ hả? Ủa sao mà đi xong đầy nhà lứa hết trơn rồi. Trở thành không còn xa nữa. Hoặc là cái khu mà ngay kế bên chúng ta đây, cái Royal Oak á. Khu này thì chật chội quá, đâu còn đất đó. Vậy mà chúng tôi vẫn còn đi ngang qua trên cái đường Kirkwood á, vẫn thấy họ đang có một cái new master plan xây, có lẽ là có lẽ là townhouse nguyên một cái khu đó lớn, vẫn còn đất để mà xây thêm nữa. Royal Oak thì là lý tưởng rồi, Phúc Bình ở đó rất là cái địa điểm rất là thuận tiện, và trong đó có những cái cổng có người gác, nó rất là an toàn nữa. Và điểm kế tiếp mà hôm nay chắc mình bàn đến là khu mua sắm cho quý chị phụ nữ. Nếu ở xa đến thường thường hay quan tâm rồi, ở đây mình có nhiều cái cửa tiệm mua sắm hay không, shopping center nó nổi tiếng thế nào, thì không thể nào mà không giới thiệu đến quý vị khu Galleria Mall ở trên đường Westheimer, Phan Quốc Bình. Cái khu đó là một cái địa điểm tập trung của nhiều người từ local cho đến khách phương xa. Giống như là đi đâu để mua sắm là thường là gần đến đây, vì vừa có đầy đủ tiệm mà vừa đẹp mà vừa trung tâm. Dạ đúng. Thì Galleria là một trong cái địa điểm mà phải nói là có sân trượt bate, băng trượt skating đó. Skating, Thì cũng là một cái địa điểm hay và đẹp, và cá nhân chúng tôi cũng hay đi. Nhưng mà mặc dù vậy, nhưng mà còn một cái trung tâm mà chúng mình là đang phát triển lại trong vòng 10 năm vừa qua đó. Mà mình nói là cái khu này mà biết vậy mình mua nhà ở đây trước đó là bây giờ mình lời gấp 3 rồi đó. Là về hưu hả? Bây giờ về hưu. Là khu Memorial Mall đó. Memorial Mall. Mình nhớ là có một hồi mình nói sao mà cái khu này nó tàn tụy ghê rồi, nó giống như là mình nghĩ nó chắc nó đóng cửa luôn. Chỗ Memorial Bell East là coi như là town and country. Mà cái khu đó bây giờ họ vực dậy á. Ở bên đường 10, toàn là tiệm sang thôi ở đó thôi. Thành thử là bây giờ nó trở thành là khi mà quý vị thấy mà kinh tế ở những cái khu shopping đó mà họ phát triển lên á, tự nhiên khu nhà xung quanh nó lên giá. Lên giá một cách chóng mặt luôn. Thì nói về Houston của mình, Houston mình có rất là nhiều đặc điểm hay về vấn đề kinh tế, thương mại, về học vấn, về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe. Thì Houston mình có những cái nhà thương rất là được nổi tiếng, well known trên khắp thế giới luôn nữa, chứ không phải là trong nước Mỹ. Đúng rồi, có thể một vài những trung tâm mà quý vị nói là của tầm cỡ thế giới, như là MD Anderson, trung tâm về ung thư, mà phải nói là nhiều người mà từ quốc gia khác cũng phải lặn lội đến đây, giống như là một cái trung tâm của thế giới luôn rồi. Medical Center của Houston của chúng ta nó không phải là của Houston nữa, mà cũng không phải là của nước Mỹ luôn nữa, mà nó là ở tầm cỡ mà của thế giới, với là tập trung Memorial Hermann nè. Chúng tôi hồi xưa cũng làm ở trong hệ thống này. Một cái hệ thống rất là lớn, non-profit. Nhưng mà họ làm việc rất là thành công và đang tiếp tục, quý vị thấy là xây bao nhiêu những cái trung tâm từ cái campus ở Southwest mình, xây thêm cái wellness bên cạnh. Rồi ở vùng Northwest, bây giờ ra Katy là cũng bắt đầu thấy, quý vị thấy là những cái bệnh viện lớn đó, bắt đầu là từ Methodist nè,
cho đến Texas Children nè, dạ. cho đến MD Anderson là đấy có mặt ở vùng phía KD rồi. Dạ, là đúng. Có thể mình thấy là giống như là ở KD đang mọc lên một cái trung tâm thứ hai. Dạ thưa đúng, thì tại vì anh em chúng tôi nói sâu về Houston của mình để khoe với quý đồng hương và cũng như quý vị ở nơi xa. Tức là về vấn đề mà dọn đến đây, nếu mà vì công ăn việc làm mình phải đến đây, thì con em của chúng ta được học những trường học rất là tốt, mình cũng đã được yên tâm về sức khỏe, thì cũng đã được những cái nhà thương rất là lớn. Và nói về vấn đề kế tiếp nữa là cũng quan trọng không kém là cái giá nhà Phan Quốc Bình. Nói tới nói lui thì Houston mình một trong những cái thành phố lớn mà với cái giá nhà rất là affordable. Đúng rồi. Tức là với cái income nào mình cũng có thể làm chủ được căn nhà. Thí dụ mình income gia đình của mình là 30 ngàn, mình cũng làm chủ được căn nhà 40 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn. Nó rất là đa dạng. Có là ví dụ một người hoặc là một cặp vợ chồng với cái lương 30, 36 ngàn là rất bình thường. Dạ. Và quý vị vẫn có thể mua nhà được Houston. Nhưng dạ. mà qua Cali thì có thể rất khó mua nhà ở cái mức dạ. lương đó. Tại vì dạ. nhà quá đắt đi. Dạ, chỉ có một cái điểm mà mình hay nghe khách họ thốt lên rằng ôi trời, sao Houston hay Texas mình thuế nhà cao như vậy? Thì mình có cái lời giải thích nào? Không, thì chúng tôi nói là thật sự ra là chính phủ họ tính thì luôn luôn họ lời chứ không có mình không có lời nổi đâu. Dạ. Như Cali, quý vị nói ở Cali nhà thuế thì ít có 1% mà bên nền thuế 3% lận. Nhưng mà bù lại thì Cali lại quý vị có state tax và có sales tax hình như cũng cao hơn mình nữa. Dạ hình như là thấp hơn mình. Ồ, thấp nói hơn hình mình. Như là 7% mấy á, bên mình là 8%. Hình như là subsidy đi. Dạ chút đó. Xíu thôi, chút xíu thôi trên lại chút xíu, nhưng mà khi mà Bình nhắc đến vấn đề mà cái personal income tax với quốc Bình thì thường thường mình đi làm, quý vị thấy khi mình đánh lương mình bị trừ lương trừ thuế của liên bang. Đúng là rồi. Federal rồi thuế của tiểu bang. Nhưng mà riêng ở Texas của mình là một trong những cái tiểu bang hiếm hoi không có cái thuế đó. Thì bởi vì thế là chính phủ của mình phải lấy cái thuế từ nhà đất ra mà trang trải những cái chi phí khác như về thuế đúng trường học. Nhưng mà cái gì bù lại thì Cali cái thuế mình nó rẻ nhưng mà nhà thì rất đắt. Dạ đúng. Thì cái chi phí của mình ra thật sự mình tính qua tính lại chứ chưa cái nào lợi hơn cái nào. Dạ, trong khi nhà Houston thì thuế mình có thật là 3 chấm thiệt, thì thật là phải nói là từ 2.4 cho đến 3.8. Dạ. Đúng không? Tùy khu. Nhưng mà xét ra giá nhà rẻ cho nên cái số tiền mình bỏ ra hàng tháng á, thật là tính ra có khi ít hơn là Cali. Dạ thế đúng. Giống như trung bình mình mua cái nhà 150 ngàn thì thuế cái khu đó khi mà mình xin giảm thuế xong á thì một năm mình đóng trên dưới 4.500. Với cái số tiền đó, thí dụ mà bên Cali mình mua cái giá nhà tượng trưng là 500 ngàn, 1% của 500 ngàn thì cũng là 5 ngàn rồi. Dạ, đúng. Tại vì nghe tới cái phần trăm thì bên đây nghĩ rất cao thiệt, nhưng mà quy ra cái số tiền thì Houston mình vẫn có những cái lợi. Dạ vâng, đúng. Thì nói như vậy thì quý vị cũng có thể là hy vọng là quý vị thấy là từ quý vị đang ở đây mình muốn relocation mình, yeah. có lẽ quý vị ở vùng Northwest muốn tìm hiểu Southwest hoặc là Downtown, hoặc là quý vị có con em đi học ở Medical Center thì bây giờ mình có cần nên mua nhà ở cái mấy cái condo trong Medical Center hay không, thì quý vị có thể là tham khảo với chúng tôi có thể là rất là rành ở khu Houston. Phải nói là quý vị thấy chúng tôi đã đi gọi là từ đông qua tây, từ nam xuống bắc, luôn qua Missouri, Richmond, Sugarland, Galveston, đó là Manville những cái khu vực đó. Gần đây cái đó. Thành phố mà xa nhất mình bán nhà là ở bên Manville. Thì đó, phải nói là chạy tới vậy luôn, là mình chạy gọi là cũng gần hết cái vùng Houston và phụ cận. Dạ. Để mà có được đủ những cái kiến thức để mà khi mà quý vị nói là quý vị cần điều kiện A, B, C, D, chúng tôi có thể là recommend quý vị đó. Dạ, quý vị như vậy là nên ở khu đó, hoặc là nên khu ở Northwest, hoặc là nên khu ở Sugarland. Dạ. Hoặc một số quý vị là chúng tôi lại recommend là quý vị nên mua ở trung tâm Medical Center. Dạ, chúng tôi tùy có một vài người khác. Hơn, ví dụ cái hoàn cảnh quý vị, cái đó là cái tính toán lợi nhất. Để cho ví dụ thường quý vị, ví dụ có một người khách của chúng tôi thì mua nhà ở Medical Center, thật sự để nhu cầu học đi thì có 5 phút thôi thay vì đi 1 tiếng đồng hồ. Rất là tiện. Rất lợi cho thời điểm hiện tại, mà 2-3 năm sau học xong, bán lại vẫn có lời. Đỡ hơn là thuê apartment giờ đang ở thì đóng tiền giống như là đồng tiền nó đi mất tiêu, nó không trở lại cái đầu tư của mình nữa. Dạ đúng, coi như là điều lợi, hai bên đều có lợi. Vâng, thì đó, thì đó, quý vị đó thấy là khi mà quý vị mua nhà hoặc là đang ngắm nhà thì quý vị cũng có thể là liên lạc đến chúng tôi, những chuyên viên về địa ốc 10 năm trên nay trong cái thị trường của Houston, thì phải nói là sẽ giúp ích được cho quý vị rất là nhiều. Với chị Tammy Thủy Hình là một broker mà phải nói là không những là chỉ trong lĩnh vực của residential, mà ngay cả quý vị đi kiếm nhà để cho kiếm nhà cho thuê hay là kiếm mấy cái shopping center để thuê làm mở cơ sở thương mại đó. Yeah. Thì chị Tammy Thủy Hình và chúng tôi cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong những lĩnh vực này.
Dạ thưa đúng, nãy giờ vòng quanh Houston thì mong rằng anh em chúng tôi đã mang đến cho quý vị những chi tiết rất là lý thú về thành phố Houston của chúng ta. Thì trước khi rời màn hình thì Quốc Bình và Thủy của công ty First Texas Realty xin kính chúc quý vị và gia đình được nhiều hạnh phúc, an lành và mạnh khỏe. Và chuẩn bị đón một mùa hè sắp tới thật là sôi động, và cũng như là mùa hè là mùa mà chúng tôi biết là rất là nhiều quý vị đang chuẩn bị đổi địa chỉ hoặc mua nhà, thì đây là thời điểm mà quý vị nên bắt đầu bây giờ với cái cuộc tìm kiếm của quý vị, và hy vọng là quý vị có sự đồng hành của chúng tôi để cho cái gọi là cuộc tìm kiếm đó được dễ dàng hơn và nhiều hiệu quả hơn. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.